chào anh em. Hôm nay chúng tôi đi Lạng Sơn và bị Covid của em Nhung nên là hôm nay ông Quang đi được. Hôm nay tôi đi. Hôm nay còn có mấy xe thôi. Ok, let's go. I'm sorry but taking my misery, making my bed, can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so right away. No, nobody but me can keep me safe. Chúng tôi đến điểm đầu tiên của hành trình ngày hôm nay. Đây là hang Thẩm Khách. Đây là lối ra vào của hang, trong này rất là rộng. Từ cửa hang vào phải chênh nhau đến 10 độ C luôn. Trong này rất là lạnh. Đây, đây là những căn nhà cổ. Wow, trông cứ như nhà ma vậy. Ngoài rất là rộng luôn. Khá là rộng.
Đây là ngoài cửa hang này. Ánh sáng từ ngoài kia vào cửa hang vào nên là chiếu sáng được trong này. Ở đây ghê quá nhở. Trong kia là tối om om luôn. Còn ma là ma. Giờ anh em mình sẽ đi thử vào trong kia xem. Giờ chúng tôi thử đi vào trong này xem có quái gì không nhá. Trong này tối quá, không nhìn thấy gì luôn. Đang sáng lên một tí. Tối om om luôn. Trần tường hoàn toàn bằng bê tông luôn. Con chó này định dọa tao à? Đây có hai dãy nhà ở trong này. Mỗi dãy nhà chắc phải đến 20-30 căn. Trong này khá là ghê luôn. Vào đây sợ nhà Bình nhờ? Vào đây sợ không? Có, anh vào đi sang kia chưa? Tí nữa đi. Hình như gần hết rồi. Kia có đéo gì hết. Ở kia là tiếng gì? Tiếng suối? Tiếng suối xanh. Wow.
ra rồi, lối này lối ra rồi. Con ra đi. Đi thẳng. Chả hiểu nó đang xây cái gì. Lạnh vãi vậy. Trong này nhiệt độ ở đây với cả ngoài kia khác một trời vực. Ngoài 10 độ thôi. Đỉnh đấy. Đỉnh không? Yeah, yeah. Nhiệt độ chênh bên ngoài có 10 độ C, rất là lạnh. Thank you.
đẹp rồi, thoát rồi. Cái cổng này đẹp mà. Em xếp chuẩn luôn. Ai chụp thì chụp đi. Xe rồi, chụp chung một kiểu đi, xong rồi ai thích chụp riêng thì quay lại. Nhá. Vâng, vâng. Nên 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 nên. Meo meo. Đây. Cái gì vậy? Meo meo. Meo meo. Đây là phía ngoài của cái hang vừa rồi, lối đi ra. Phía ngoài này rất là đẹp. Xung quanh đây là một cái giống như một cái thung lũng. Một đàn trâu này, khoảng hơn chục con đang ở đây. Xa xa kia có một ngôi nhà như cũng bỏ hoang. Ngôi nhà hoang luôn. Em tôi đang đứng chụp ảnh đây rất đẹp.